trong cái
cái cuộc đời của mình để bớt lỗi lầm. Và rất nhiều mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi bước đi trên con đường mà Đức Phật chỉ dạy. Thì ở đây cái chánh niệm này nó sẽ dung hòa cho những người chưa thực hành cũng như người nào thực hành rồi. Thực hành rồi thì mình tăng trưởng hơn, người nào chưa thực hành thì mình lấy đó làm cái gọi là cái phương châm để mà học cách chánh niệm và sống cho nó tốt hơn. Thì con đọc cái câu kệ này theo cái bài dịch của ông Minh Châu, thì cái câu kệ được ông dịch là nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Thì những cái câu này mình đọc qua nghe dễ lắm, nhưng mà để hiểu được nó sâu sắc hơn thì chúng ta phải nương vào cái duyên khởi mà Đức Phật đã nói lên câu này. Thì trước nhất cô giải thích một cách sơ lược qua, rồi chúng ta mới đi vào cái duyên khởi và tại sao Đức Phật đã dạy cái câu này. Thì nỗ lực giữ chánh niệm, quý vị biết cái gì mà nỗ lực là phải có sự cố gắng hả nha, có đúng không? Nếu mà mình không cố gắng ta không phải là nỗ lực. Và có nghĩa là cố gắng có nghĩa là cái việc đó nó không phải dễ làm, không phải dễ làm, cho nên phải cố gắng, phải nỗ lực lắm mới làm được. Cho nên cái điểm đầu tiên này chúng ta phải để ý chút, chứ chúng ta nói là nỗ lực ai lại không biết nỗ lực, có đúng không? Nhưng nỗ lực thì rõ ràng cái việc này hoàn toàn không đơn giản, mà chúng ta phải cố gắng. Mà cố gắng có nghĩa là việc này phải kiên trì. Bởi vì không kiên trì, không cố gắng, hai chữ này nó không có đi, giống như nó không có tách rời được. Do đó mà chánh niệm thì là một sự tập luyện cho mình sống có ý thức hơn, có trí tuệ hơn. Mà ý thức và trí tuệ thì ai cũng có, nhưng nếu không có tập luyện nó mới bị quên, nó bị quên. Cho nên mỗi lần tôi nổi khùng là tôi quên, mỗi lần tôi sai sót là tôi quên. Rồi mỗi lần mà mình nói là mình làm cái chuyện gì đó mà nó kiểu như nó hơi hối tiếc á, lúc đó tôi quên. Chứ là tôi dám nói là tôi không, không dám nói. Thì ở đây cái chánh niệm là phải nỗ lực, phải cố gắng. Mà nỗ lực giữ chánh niệm tức là chúng ta phải luôn luôn duy trì sự tỉnh giác một cách liên tục. Nếu không liên tục là bị quên, đúng không? Đó là cái câu đầu tiên. Tịnh hạnh, hành thận trọng, tức là cái hành thanh tịnh này phải thực hành một cách rất là cẩn mật, rất là thận trọng. Ở đây có nghĩa là tri hành hợp nhất, có nghĩa là cái biết và cái sự ứng dụng của mình, cái sự thực hành của mình nó phải đồng nhất. Cái còn hiểu là một điều, làm được điều mình hiểu là điều thứ hai. Chẳng hạn như có nhiều em nó nói thì nó giải thích rất tốt mà miệng nó làm không có được. Chẳng hạn như công thức nấu ăn thì dễ lắm, học cái là thuộc à, mà nấu cho nó đàng hoàng, cho nó ngon á thì không phải dễ. Là người đầu bếp phải nấu tới nó lui không biết mấy lần mà hương mấy chặt á, hương mấy chặt rồi mới nấu mới ngon được, đúng không? Cho nên cái chuyện tịnh hành, hành thận trọng có nghĩa là tri hành phải hợp nhất, mà hợp nhất là phải thực hành một cách rất là cẩn mật, bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại. Tự điều sống theo pháp, tức là khi mà một người mà có chánh niệm rồi đó, sống đúng pháp đó, thì người này sống luôn luôn quân bình, có tỉnh giác và không có hồ đồ. Cho nên là mình sống ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ đều phải quân bình. Mà tự điều ở đây là cái gì? Ăn uống điều độ, cư xử quân bình. Mà mấy cái này là cái mà rất là đời thường, không phải kinh văn lắm đâu. Cho nên khi mà mình nói chuyện mình bình tĩnh, mình nói nó rất là khôn ngoan. Khi mà mình mở hạch lên á, là mình hồ đồ, mình nói những câu đó khiến cho mình mệt và khiến cho người ta đau lòng. Cho nên là khiến cho cả hai đều không có vui. Nhưng mà khi mình ý thức được, mình chánh niệm được cái việc này
là do sai sót hay là do cái giới hạn của người ta hay là do cái giới hạn của mình nhận lỗi, mình cải thiện, mình sửa đổi, thì cái lời nói của mình nó có sự chia sẻ, có sự bao dung trong đó, và giữa người nghe và người nói đều có sự cảm thông, thì tự nhiên cuộc sống nó hài hòa hơn, nó giải tỏa hơn, có đúng không? Cho nên tưởng điều sống theo pháp nói nghe dễ lắm, nhưng phải có thực hành mới làm được, còn không đó chúng ta bị quên. Rồi xong nữa, ai sống không phóng dật thì ở đây sống là mình biết rồi, nhưng mà phóng dật thì cái nghĩa phóng dật là như thế nào? Phóng dật tức là sống buông thả, sống không có ý tứ, sống vật chất, sống thỏa mãn sở thích chứ không có biết trái biết phải, không biết trước biết sau. Cũng giống như một người mà có học hành rồi nhưng mà mình cứ thích thỏa mãn theo sở thích của mình làm đau lòng cha mẹ, làm đau lòng người thân, đó là phóng dật đó. Và cho nên khi mà ai sống không phóng dật, tức là sống đừng làm đau lòng người khác, đừng làm tổn thương mình, thì tiếng lành ngày tăng trưởng, tức là được tiếng thiền, được tiếng lành. Tiếng thiền là tốt rồi, nhưng lành ở đây có nghĩa là mình an lành, người khác cũng an lành. Và cái chữ an lành đó là chúng ta mỗi thời thiền xa thúc, xa thúc, là mình an lành mọi người đều an lành. Thì ở đây cái câu mà gọi là lời dạy của Đức Phật mình nghe nó rất đơn giản, nó rất đời thường, nhưng chúng ta không có sự hành trì thì chúng ta lại bị quên, hoặc là khi nghe nói thì rất là tâm đắc, nhưng khi đến công việc đó thì nó rối, mà con người rối thì nó lại tối thường là vậy, mà nó tối đó là bắt đầu là nó có chuyện trong tối, nó nhiều thứ chuyện nhiều lắm ngoài sáng thì nó đỡ. Do đó là cái câu đầu tiên mà ôn nhìn chúng ta biết là như vậy. Và bây giờ chúng ta vào cái bản gọi là bản chú giải. Thì trong bản chú giải đó, bên Nguyên Thủy các ngài dịch khác hơn một chút, là các ngài dịch người chánh niệm nhiệt thành tịnh nghiệp thiệt tri hành, giữ mình sống phải đạo, không buông lung tô tháo, hẳn lừng lẫy tinh danh. Thì cái câu này nó có hơi cắt cắt một chút, nhưng mà cái ý nghĩa nó cũng tương đồng thôi. Có nghĩa là người nào mà chánh niệm một cách liên tục là nhiệt thành đó. Rồi sau tịnh nghiệp thiệt trí hành, tức là trí hành để hợp với giữ mình sống phải đạo, tức là mình sống sao cho đúng với lẽ đạo, đúng với cái pháp mà gọi là như vậy. Không buông lung tô tháo, tức là mình khi mình buông lung mình phóng dật đó thì mình rất là buông thả, và mình không có giữ được cái gọi là cái nghiêm nghị, mà mình hơi gọi là hơi thô tháo đó. Và hằng lừng lẫy tinh danh nó cũng tương đồng với cái câu kia, là những người như vậy thì được tiếng lành, được tiếng lành mọi người khen tặng, thì đó là như vậy. Thì cái câu kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư hay là Đức Phật của chúng ta đã tuyên thuyết khi ngài ở Trúc Lâm Tịnh Xá, và câu chuyện này đề cập đến vị thiên hộ Kumbhakosaka, tức là cái câu chuyện này nó liên quan đến một vị gọi là thiên hộ, có nghĩa là cái người này là cái người làm chủ kho bạc đó. Ngày xưa vào thời của vua chúa đó, phong kiến đó, những người mà giữ kho bạc được gọi là bá hộ. Một là họ ruộng đất rất là nhiều, hai là họ tiền của rất là nhiều, và họ đóng một cái vị trí là coi như là những cái người mà được nằm trong cái liệt danh sách của đức vua, là những cái người mà gọi là đại phú đó, đại phú. Thì cái câu chuyện này nó liên quan đến cái người tên là đại phú tên là Kumbhakosaka.
là sắp qua đời. Và cũng giống như bệnh COVID của mình, tức là người lớn tuổi nhiễm cái là chết, còn trẻ con thì nó lại vượt thoát. Cho nên là hai ông bà mới nói với đứa con của mình là cái đứa con trai gọi là Kumbakosaka này đó, con ơi, dịch bệnh đã xảy ra và chắc chắn là cha mẹ sẽ không thoát qua được, bởi vì cha mẹ đã lớn tuổi rồi mà nhiễm bệnh nữa, vô số người đã chết rồi và không có ai có thể thoát được cái bệnh này hết, cái dịch này hết. Con còn rất là nhỏ, còn rất là trẻ, cho nên con hãy tìm cách trốn ra khỏi khu cách ly, trốn ra khỏi, và con hãy bỏ cái xứ này đi cho tận xa, cho đến khi nào dịch bệnh hoàn toàn chấm dứt con hãy quay trở về. Nhưng mà cha mẹ có một thằng cho bọn, tức là một thằng của bạn là theo ngày xưa 400.000 đồng tiền vàng đó, là không biết nó bằng bao nhiêu nhưng mà chắc có lẽ là lớn nhất, tức là đại phú gia mới có được cái số lượng này, thì mới chỉ cho đứa con của mình là cái nơi đó là chôn cất cho bọn. Nhưng mà khi con phải lớn rồi, con quay về thì con mới có thể giữ được cái tài sản này. Còn bây giờ con tuổi nhỏ như vậy, đừng có lùn đến, và coi như là bỏ xứ để đi luôn rồi. Thì cái người con trai này nghe theo lời cha mẹ, mặc dù rất đau lòng phải chia tay cha mẹ để mà qua đời, nhưng mà cậu bé này chỉ còn một cách duy nhất là phải nghe theo lời của cha mẹ mà thôi. Do đó cậu bé đã đi cách rất là xa, và sau 20 năm từ một cậu bé nhỏ tí ấu nhi, bây giờ quay trở về là một người thanh niên trưởng thành. Nhưng bởi vì sống ở nơi không phải là quê hương, cho nên cuộc sống cơ cực và trở nên cũng rất là già cả. Tức là cái người nó không có phải là người già có, tức là phải sống tha hương. Cho nên cậu ta mới nghĩ bây giờ mình phải về lại để xem lại cái của cải của cha mẹ của mình. Nhưng mà khi về tới nơi đó thì mọi người nhìn cậu này rất là già, không có cái phong độ của một vị trưởng giả, mặc dù nhìn vạm vỡ mạnh khỏe, nhưng ăn uống và mặc đồ trang phục nó không có đúng như con nhà giàu. Cho nên cậu này mới tự mình lén trốn để coi cái kho báu của cha mẹ mình để có còn không. Thì khi đi tìm thấy ra kho báu rồi, nhưng cậu này mình tướng mình nó không phải là tướng của nhà giàu, mà mình từ ở nơi xa về, không ai nhận ra mình là con của trưởng giả hết, không ai nhận mình là con trong dòng họ hết. Nếu mà mình lấy cái của này ra đó thì không ai bảo vệ, không ai chứng minh mình là con trong dòng tộc, thì coi chừng bị người khác bắt, họ sẽ nói mình ăn cắp, họ sẽ nói mình là giả dạng ở đâu đó rồi tới đây mà lấy tài sản. Tại vì bạn đi 20 năm xa xứ rồi mà bây giờ tình hình mà có được một cái tài sản lớn như vậy đó mà không một người thân quen biết thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên cậu thanh niên này suy đi nghĩ lại bằng cách là không lùng tới kho cho bóng đó, mà bắt đầu đi tìm việc làm. Thì khi đi tìm việc làm đó thì có một gia chủ, họ có rất nhiều những cái người làm công, họ có nhiều cái người mà làm về gia chủ, giống như là gọi là công ty mà theo ngày xưa là những cái nhà bá hộ mà rất là giàu có, họ có từng khung như vậy. Thì cậu này đi tới xin làm, họ nhìn cái cậu này tướng thành vỡ mà cái gương mặt rất là chân thành, cái gương mặt rất là phúc hậu, cho nên họ mới nói rằng nếu cậu chịu làm nghề đốc công, tức là cái khâu nào thì phải tới là đô đốc cho người ta làm cho nó hoàn thành việc, cứ làm đốc công như vậy thì mỗi tháng họ sẽ trả lương, họ sẽ cho chỗ ở, làm đốc công là cũng bằng đáng lắm đó. Thì cậu này thấy cũng được, thôi mình chấp nhận mình đi làm đốc công, cho nên rất là chịu khó đi hết chỗ này đô đốc chỗ kia và rất là chân thành, làm rất là gọi là trung thành đó. Thì cái người chủ họ rất là thương yêu, họ thương yêu cho nên họ cho một cái ngôi nhà ở gần đó luôn. Thì cậu này làm việc rất tận tâm, làm cái việc đốc công rất là tận tâm và rất là
hiểu được cái gọi là cái giống như là cái tình cảm đó, và thấu hiểu được tất cả những cái người làm con. Cho nên cậu ta làm rất con rất thành công, bởi vì nhờ vào cái tâm chân thành và nhờ vào sự trải nghiệm đích thực từ một người giàu trở thành một người không có gì cả, mà bây giờ có cả gia sản mà cũng không dám xài nữa. Cho nên rất là thấu hiểu tâm lý con người, và do đó làm cái nghề rất con rất thành công, rất là thành công. Thì một hôm ông vua Bimbisara, gọi là vua Bình Sa Vương, ông vua Bình Sa Vương họ cuối cùng với lại Vương Phi và những cái người quần thần đi và đi khảo sát trong dân gian. Thì khi tới cái gọi là mình hồi xưa mình không biết cái chỗ đó là gọi cái gì, nhưng mà ngày nay mình gọi là công ty đi. À, thì đi tới tham quan cái chỗ mà ông chủ mà cái cậu Kumbhakarna này đang làm. Thì ông đức vua Bình Sa Vương họ có một cái khả năng rất là đặc biệt. Ông chỉ nghe giọng nói thôi, ông có thể phán đoán rằng người này giàu hay nghèo một cách chính xác, không bao giờ bị trầm hết. Cho nên ông nghe cái giọng của cái cậu này khuyến khích người khác, đô đốc người khác làm việc. Ông nghe giọng nói, ông nói đây là một thanh niên đại gia, tức là một đại phú gia chứ không phải là một người tầm thường. Thì cái bà Hương Phi ông nghe như vậy, bà mới hỏi trong cái nhóm làm công đó ai là cái người có giọng nói đó. Thì người ta điều tra có cái giàu, cho nên không có tin, bà phải cho người đi do thám, do thám tưởng có phải là cái người này là phải đại phú gia như vừa nói không. Mà mọi người đi tìm hiểu đủ kiểu cũng thấy cậu này là một cái người đất công bình thường, là người ở trong cái khu công nhân chứ không phải là ở trong một cái gia sản hoặc là một đại gia. Cho nên họ nói không có người nào là đại phú gia ở đây, không có thanh niên nào đại phú gia ở đây hết trơn á. Thì bà Vương Phi này bà nói kỳ lạ, vua nói là không bao giờ sai, tại sao lại có trường hợp này. Thì lần sau đức vua cũng lại đi tới tham quan đó biết, và đức vua cũng báo cho vua biết, vua cũng thật ông làm cho nó không có trả lời. Nhưng lần sau ông đi tới, ông lại nghe cái giọng nói này, ông nói chắc chắn đây là đại phú gia, không bình thường, là một thanh niên đại phú gia. Thì bà Hoàng Phi bà lại tiếp tục cho đi dò thám biết, thì cũng là một người nghe. Thì bà mới nói rằng chưa bao giờ đức vua nói sai chuyện này, và tại sao lần này đức vua nói sai. Thì lần thứ ba khi đức vua đến và mọi người đến cũng lại nghe cái giọng này, ông vua ông lại một lần nữa ông lại khẳng định đây là một người đại phú gia, không phải là người tầm thường. Thì bà Vương Phi bà mới hiếu kỳ tại sao hồi nào đến giờ đức vua chưa bao giờ nói sai, và lần này mình đã dò thám hết 2-3 lần rồi cũng không được. Cho nên kỳ này bà quyết tâm bà tự đi điều tra luôn. Thì bà chắc công chúa, bà với công chúa cùng đi, bà nói với đức vua nếu đây là đại phú gia thì đức vua hãy chờ đợi bà mang cái người đại phú gia này về cho vương quốc, cho triều đình. Ông vua ông nói là được rồi, muốn sao là ông cho đi. Thì bà chắc cái cô công chúa đi, và khi bà chắc đi bà hỏi bà giả là cái người làm công, giả người làm công thì đi tìm để tìm cái người nào để mà tới để mà đúng cái người đó để mà. Thì bà hỏi cái người mà cũng trong cái nhóm cái khu lao động đó, bà hỏi cho bà xin được tá túc và bà xin được đi làm việc. Thì cái người mà chủ của cái gia đình mà bà hỏi đó nói gia đình vừa đông lắm rồi, hai người ở thêm nữa là ở không có nổi đâu, mà sẽ tư cực cho hai người, nhưng ở đây có một người ở có một mình mà độc thân, đó là ông Kumbhakarna. Ông sống có một mình mà nhà cũng là tương đối rộng, bởi vì ông được người chủ cho cái nhà rộng lắm. Tới đó xin đi, khi là hai hoàng hậu, hai mẹ con hoàng hậu và Vương Phi, thăm Vương Phi và công chúa đi đến xin ở. Thì ông Kumbhakarna ông nói tôi một cái người làm con không có ở với mấy người phụ nữ được, đi kiếm chỗ khác đi. Tôi không thể nào mà chấp nhận cho hai người này than vãn nói là chúng tôi bị giống như cơ nhỡ là người mà không có ăn cho nên đi tìm việc làm, mà bị đi đâu cũng bị người ta hủi hết trơn á, mà cho nên chỉ còn ông là cái người mà có chưa có giống như chưa có gia đình thì ông mới thương yêu chúng tôi, và nói đủ kiểu. Cái ông này nói tôi được rồi, nhưng mà chỉ ở một
cơ cực lắm. Bây giờ bạn làm những cái món ăn mà món ăn cho vua ăn, cái món ăn mà trong hoàng tộc, mà ông này là bố là con trong nhà dòng họ dòng tộc, cho nên ăn cái thức ăn này đó, nó giống như nó nhớ lại ngôi nhà của mình, cho nên cái tâm lý nó không có chống đối được. Thế là bạn cái như vậy bà kỳ kèo, thế là ông cho bà ở hết một tuần. Xong rồi đến chừng ông đi làm, bà ở nhà bà lấy đồ, bà đăng hết đồ, bể hết, bà là bể hết giường, rồi này kia. Cái ông kia ông nói, trời ơi, tại sao tôi cho hai người còn làm ra nông nỗi này. Bà nói, thiệt là bà cũng muốn giữ bảo vệ cho nhà của ông, nhưng mà cái đám con nít đó, nó vô nó chơi, nó phá, bây giờ biết làm sao giờ, nó phá, nó làm hư hết, chứ chúng tôi là muốn giữ nhà cho thì gia chủ dữ lắm. Nhưng mà bây giờ nó đã lỡ rồi, thôi gia chủ không cả. Ông nói rằng, hồi nào giờ tôi ở một mình, tôi đi đâu, tôi khóa cửa thì đâu có chuyện này xảy ra. Hai con cái người ở, mà cái nhà của tôi nó nằm nổi vậy đó. Thế là ngày này đến ngày kia, bà phá cái phòng nhà nó cũng hết trơn, cái chỗ nào nó cũng hư hết trơn. Thế là bà mới nói là, thôi bây giờ, giường hư, tủ hư, mọi thứ hư, thôi bây giờ đừng sống lùng bọc với nhau. Thế là bà ép con gái của bà, bây giờ cái giường hai người ngủ chung đi ra rồi ngủ chung xong cái là nó xong chuyện hả, cái đó là phim là đã chấm dứt. Thế là hai người phải làm lễ kết hôn, mà kết hôn bởi vì cái cô công chúa của khúc nào lên của nó cuộc đời của là trong trắng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện xảy ra, mà bây giờ tự nhiên á là cho hai người ngủ chung thì ngủ chung đâu có nhớ gì đâu, nó quên mà. Cho nên là cổ thành khóc, thế là cuối cùng ông này phải chấp nhận kêu cái bà Vương Phi này bằng mẹ luôn. Thế là bây giờ ba người sống với tôi với nhau rất là hòa hợp và rất là yêu thương, tại vì người ta vừa có mục tiêu mà nó cũng không có cái gì mà gọi là ngăn cản nữa, cho nên mọi thứ nó đến rất là ok. Nhưng bà Vương Phi vẫn cứ báo về với đức vua và nói bây giờ đức vua phải thông báo là bây giờ mình có một cái lễ gọi là lễ khánh hạ, mà ở Ấn Độ là quý vị biết là nó rất có nhiều lễ, lễ mùa đông, lễ mùa hạ, mùa thu, mùa xuân, mà mỗi một cái lễ như vậy đó là phải có khánh tuế và khánh hạ, tức là mùa hạ đi khánh tuế mùa, mà mỗi người như vậy là phải đem vật lễ vật lên và cúng, cho nên là hôm nay trời ăn cũng không có đủ, ba người một mình ổng đi làm sao mà đủ tiền đây, cho nên ổng đành lòng lấy trốn đi vô cái kho cho bà với cha mẹ, lấy ra vài đồng để đưa cho bà mẹ vợ, nói thôi bây giờ mẹ đi sắm lễ để mà đi thánh tuế đức vua là khánh hạ mà. Thế là bà cầm cái đồng tiền đó, bà là Vương Phi mà bà muốn làm gì bà làm, là bà sắm sửa quà cáp rồi là đầy đủ xong rồi. Người có phải là con cháu của dòng họ Kumbhakarna không? Cái ông nói dạ phải.
vương thì người này là công chúa ở đó thôi rồi, ở chung nhà có trốn đường nào nữa, giờ không trốn đường nào nữa hết, phải nói thật hết. Mới đầu là không dám nói, nhưng mà nhìn qua thấy hai người này là người trong nhà, làm sao mà giấu. Thế là cái chuyện mà hãy lộ về cái sự ẩn dật của ông được tung hô lên khắp vương quốc, và đức vua mới cho họp tất cả dân chúng trong vương quốc lại và mới hỏi rằng bây giờ với cái số lượng cái gia sản của Osaka này là chở bao nhiêu xe thì được, và đánh giết bao nhiêu xe ngựa mà mới chở hết cái hòn châu báu đó về. Xong đức vua mới tuyên bố gì của dân chúng, cái người mà có với cái số lượng tài sản này thì ở cương vị nào, thì còn dân bởi vì họ làm công á, là bất công á, rất hiểu lòng, rất thương yêu mọi người và rất chăm sóc mọi người với một cái sự nhân hậu, cho nên tới giờ này tất cả mọi người đều thỉnh cầu lên đức vua là phải cho ông một cái chức gọi là chức phú hộ của quốc gia, tức là cái chức mà bây giờ mình gọi là trưởng kho bạc vậy đó, giám đốc kho bạc hay trưởng kho bạc thì nó không biết là đại khái là vậy đó, mà của quốc gia tức là quốc khố luôn, của quốc khố luôn. Thì với cái chính phủ đó đó thì ông trở về triều đình luôn. Thì lúc đó vua Bimbisara rất là vui và rất là hoan hỉ khi có một con người rất là chân thành mà rất ý tứ, rất là thận trọng như vậy. Cho nên ông vua Đình Sa Vua ông hoan hỉ lắm, ông rất là vui, ông rất là hạnh phúc, cho nên ông mới dắt cái ông Kumbhakosaka này đi đến Thỉnh An Đức Phật. Và khi Thỉnh An Đức Phật thì ông đức vua Bimbisara tức là Đình Sa Vương ông rất là gọi là ca tụng về cái người thanh niên này. Ông nói là ông chưa từng gặp một cái người thanh niên nào mà biết sống tham nhẫn, biết sống ý tứ, biết sống không phong trọng để giữ gìn được tài sản của quốc gia, mà dám từ một cái người trưởng giả giàu có như vậy mà sống với một cái gia cảnh như một người làm công hẹn, thì trong đất nước này không kiếm được người thứ hai, trong đất nước này không kiếm được người thứ hai. Thì Đức Phật mới nhân cái câu chuyện này và Đức Phật mới nói lên cái câu kệ mà chúng ta vừa đọc. Thì bây giờ cô đọc lại cái câu kệ này để cho quý vị hiểu rõ cái câu chuyện và tại sao là như vậy. Thì cái câu kệ như đã đọc thì cô đọc lại cái câu kệ của ông Minh Châu cho nó dễ hiểu hơn. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hành, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến hành ngày tăng trưởng. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện đó là nói rằng một người mà có chánh niệm, tức là chánh niệm là tỉnh thức, nhưng mà cái chữ tỉnh thức này đó nó hiểu trên cái ngôn ngữ thức hành đó là sự ý thức mà có hiểu biết. Con người ai cũng có ý thức hết, nhưng mà nếu chúng ta ý thức mà không hiểu biết đó thì chúng ta làm theo bản năng, nhưng mà chúng ta ý thức mà chúng ta có hiểu biết đó thì chúng ta làm việc có thận trọng hơn, đúng không? Cho nên cái chữ chánh niệm ở đây đó là một sự ý thức có hiểu biết, và khi có hiểu biết
đầu sống có hiểu biết hơn, sống có kinh nghiệm hơn. Và một người đã có ba la mật mà không có nuôi dưỡng nó, mình sống một cách phóng dật đó thì mình sẽ không trưởng thành như vậy. Mà không trưởng thành đó thì thường mình hay làm theo bản năng lắm, bực bội là tôi không có chịu, tại sao tôi phải nghèo như vậy, gia sản cũng không có, tại sao tôi phải sống một cách cơ cực như vậy, và mình hồ đồ là mình mất hết, đúng không? Cho nên Đức Phật tán thán những cái người hiểu biết mà ý thức thì sẽ làm cho mình sống cuộc sống an toàn, an toàn lợi mình lợi người, nhưng sau đó là tiếng lành vang xa. Có nghĩa là đừng có ngu ngốc, đừng có hồ đồ thì cuộc sống sẽ cải thiện hơn. Tương tự khi chúng ta tu tập thiền là chúng ta phải phát huy được chánh niệm này, bằng không chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không có ý thức hiểu biết đó thì chúng ta lại sống giống như dân gian và sống như phàm phu. Nói một cách khác là chúng ta bị phóng dật chi phối. Mà người phóng dật tức là người ham thỏa mãn, ham danh vọng và quên bất chấp nguyên nhân, và như vậy rất không an toàn. Do đó từ cái câu kệ này cũng thiện sinh của chúng ta là thận trọng. Mình đã có cơ hội học thiền, và học thiền là ngồi tĩnh lặng. Những giây phút tĩnh lặng là những giây phút quay về chính mình. Thứ nhất là làm cho cơ thể của mình nó bớt bị dồn chứa, có nghĩa là khi mình mệt quá đó, khi mình bực bội và khi mà mình ráng sức quá thì nó lại lao lực. Mình cố gắng để hoàn tất công việc lại lao tâm và lao lực, nó khiến cho cái kết quả mà mình đã đạt được thành ra bị phá vỡ. Chẳng hạn như quý vị muốn thành công là quý vị phải lao lực chứ, muốn thành công phải lao tâm chứ. Nhưng mà lao lực lao tâm rồi không biết chánh niệm, mình sẽ xung đột thì phá vỡ tất cả những gì mình đã có, thế là mình không hạnh phúc với những gì mình đã làm ra, đúng không? Và thời nay chúng ta là đang trong giai đoạn là sống phải tất bật với cái cường độ sống của thế giới hiện tại. Thế giới hiện tại là công nghệ rất nhanh, chúng ta chưa biết làm là nó đã phát ra rồi. Chẳng hạn như là công nghệ, một hồi xưa mình đứng đây mình nói chỉ có 2-3 người nghe, bây giờ có công nghệ từ đây nói tới cuối phòng nghe, đúng không? Cho nên cái tốc độ của nó phát triển và tiến hóa như tốc độ ánh sáng. Nếu chúng ta không rèn luyện của mình nhanh, có chánh niệm thì chúng ta sẽ bị ánh sáng nó hút mình đi, và mình lao vào rồi mình bị chơi vơi, bị bất minh, bị vụ phòng. Và cái gì đi hồi sáng đây là cũng có một điều rất là thú vị, tất cả đoàn của chúng ta đều được tắm biển, và tắm biển một cách rất là thú vị. Cô chỉ cho tất cả mọi người không cần biết bơi, chỉ cần nằm yên thôi, đừng làm gì hết, thả lỏng ra, nó nổi nằm trên nước nghỉ ngơi. Còn ai mà rập là sóng nó nhận chìm xuống, chỉ có vậy thôi. Đó cũng là một kỹ thuật, muốn bơi là đừng làm gì hết, nó sẽ nổi. Và kỹ thuật trong cuộc sống cũng vậy, hãy chánh niệm thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng. Dù sao thì chúng ta cũng sống rồi mà, dù sao thì chúng ta cũng phải sống tiếp thôi, làm sao mà bỏ được, làm sao mà trốn được, có ai bắt mình lập gia đình đâu, mình tự lập mà, mình tự đi đến mà, có đúng không? Mình lập rồi mà mình trốn chạy nó sao được đấy, rồi mình thua khổ, rồi mình trốn tránh, không được. Cho nên mình đã tự làm thì phải chấp nhận bằng chánh niệm để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chúng ta cảm thấy an lành hơn, hạnh phúc hơn. Còn bằng không, chúng ta cực quá rồi trốn chạy nó không có đúng đâu. Đức Phật dạy là tự điều sống vô
người xuất gia hộ pháp làm trách nhiệm của hàng cư sĩ chúng con. Hôm nay trong những tháng ngày rong ruổi bên thầy, dù ngắn ngủi nhưng chúng con thấy được sự tri hành hợp nhất giữa thông giáo và mẫu giáo nơi thầy, khiến cho chúng con cảm thấy lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng tăng trưởng, biết rằng con đường mình đi hôm nay là con đường đúng và chắc chắn lộ trình giải thoát sẽ không xa nếu chúng con mãi tinh tấn theo hướng cho thầy. Kính bạch cho thầy cùng toàn thể đại chúng, nhân duyên có hợp ắt có tan, dù chúng con nguyện cầu cho thầy thân tâm thường an lạc, trí tuệ mãi yên tròn để dẫn dắt cho đàn hậu lai chúng con tiến bước mãi trên con đường tu tập. Nguyện cầu cho thiên hộ pháp đồng gia hộ cho chức Phật tử thiện sinh ngày càng tăng trưởng trên con đường tu tập, để mãi mãi là những pháp nữ đồng trên con đường giải thoát và pháp hộ và đàn tràng. Tự tí cho chúng con biết thế nào là buông xả, tỉnh giác, chánh niệm,
và sống an vui, hòa hợp, hạnh phúc. Và con cũng tiếp tục những cái điều vất vả của sư phụ khi mà tham gia các khóa thiền từ năm 2019 đến bây giờ là 2022. Và con cũng biết được cái hạnh nguyện của sư phụ là mong muốn xây một cái tháp thiền, bởi vì khi mà có tháp thiền thì các thiền sinh sẽ tu tập được tinh tấn hơn cũng như là tỉnh giác hơn. Và hôm nay thì ngày phía Đức Phật Liên Hoa Sinh, ngày xưa con có được liên duyên đi gặp Đức Đạt Na Đạt Na, thì ngài có nói là tất cả những ngày mà Đức Phật ra đời, những ngày mà Đức Phật thành đạo hoặc có một vị Phật ra đời là những ngày đấy được tăng trưởng 10 triệu lần công đức. Con thì cũng thương là vẫn còn bị tham, mà cứ làm gì cũng phải vào các cái ngày mà có phước một chút đầu tiên. Không biết là các điều quá khứ của mình nó ra sao, nên là cũng muốn là để gieo duyên cho cái cuộc đời của mình bây giờ và sau này nó có được một chút những cái tương đương, những cái hành trang, có được một chút phước đức. Xin linh thì chắc là nói không có rõ ràng, nhưng mà con muốn là ngày hôm nay các Phật tử sẽ cùng bước cùng với công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai để làm thế nào hộ trì cùng với thầy xây được cái tháp thiền đấy, mỗi người gọi là một ly một hai thế, làm thế nào mà lan tỏa được cái điều tốt đẹp đến để cuối cùng là thầy có đủ phước đức để xây dựng cái trường thiền đấy, cũng là hạnh nguyện của thầy. Và con nghĩ là nếu mà một hàng Phật tử đang từ tham sân si mà có thể là giải thoát để đỡ được cho mình cái cuộc đời nó đỡ được phiền não, nó đỡ những cái gọi là đi vào các cái nghiệp xấu ác, thì đấy cũng là phước duyên của hàng Phật tử chúng con. Còn khi mà mình có phước rồi, mình sẽ có được tài sản cũng như là cũng có được những cái điều kiện để mình có thể làm những cái điều tốt đẹp. Vậy nên là ban nãy Di Linh có nói về cái đỏ, cho con một tràng vỗ tay cho con mình chung. Con có hai cái phòng, phòng này thì Di Linh nói là giảm 30% các thứ, nó rất là khó hiểu, nên là con cứ có một cái phòng này và một cái phòng 108 hạt thì đã được thầy hiệu trưởng trường Đại học Ananda và các thầy tu viện trưởng của trường Đại học Ananda gia trì, và một cái lễ gia trì cũng dường như có chữ thiên rất là linh thiêng. Thì hai cái phòng này là 500.000, nhưng mà vấn đề là toàn bộ tất cả những cái phòng mà các quý thiền sinh thỉnh sẽ gửi hết vào cúng dường cho sư phụ ngày hôm nay, để tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay thì đều có được những cái điều thiện này, cũng giống như là con biết được cái quá khứ của mình như thế nào, nhưng mà cứ cố gắng trả tích cho mình một chút cái gọi là công đức để có thể là và cái pho tượng thì ngày xưa là bạn học anh của con là bạn ấy có khi mà cái Amazon họ bắt đầu về Việt Nam ấy, thì bạn ấy có được họ đặt cái pho tượng đấy là 2,5 triệu rất là đẹp, và được tri ân 30% thì còn 1,75 triệu, và toàn bộ tiền đấy cũng được cúng dường ở chùa ngày hôm nay. Và con có một cái chương trình học tiếng Anh cho người lớn tối hôm nay bắt đầu khai giảng, thì nó là do cái viện trí Việt của con được làm cái phó viện trưởng của viện trí Việt chịu trách nhiệm về truyền thông, thì để mà tức là cái khóa học đấy nó là một khóa học mà dạy cho người Việt đánh vần như là tiếng Việt ạ. Và để có thể tham gia cái khóa học đấy thì mình sẽ được miễn phí hoàn toàn 3 tháng và không có phải, tức là mình không phải mất một khoản tiền nào. Thế mà cái tham gia được cái khóa đấy thì là 790.000 một cái hộp đấy là nó sẽ có được 3.000 từ tiếng Anh, mình có thể tự học vượt qua cái thẻ đấy. Và khi mà mình có thể trong vòng 3 tháng thì có thể đọc được tiếng Anh, và các cái lớp học thì hoàn toàn miễn phí, không phải mất tiền. Thì ngày mà con được thầy giao nhiệm vụ cho thì con có mua 120 triệu toàn bộ cái hộp đấy, nhưng mà sau khi mua xong thì con đi thu tiền, con không có để ý gì cả, nhờ đến bán họ cho tôi được 12,500. Và hôm nay mà ai có muốn thỉnh cái đấy, có muốn mua cái đấy để học thì tối hôm nay là cái khóa học đấy bắt đầu mở, và trong vòng 3 tháng nữa mình
mình chưa thuộc, mình có thể học thêm một năm. Thì cái tiền đấy cũng sẽ ứng dụng vào thực vật và để thầy xây chùa. Thì con hy vọng là đây là những cái thông tin rất là tốt để cho mọi người. Mẹ con thì mẹ con học tiếng Anh này, mẹ con lần đóng đi tuổi rồi mình quên cũng bị lẫn, hay là bây giờ mẹ thế nào cho bảo cũng lẫn, thì cũng nên bảo cũng chứng thực cũng học tiếng Anh rồi bà chị. Yes.
xin Thích Nữ Hoàng Nghiêm chủ trì thiền viện Pháp Sơn, Nam Cát Tiên Đồng Nai cũng là sư phụ và thầy của chúng con, và chào mừng những người thân của chị Nhung, chị Mai, những quý thiền sinh cùng toàn thể các thành viên hành trình lan tỏa yêu thương đã cùng nhau có mặt tại nhà thờ tổ nghề của công ty Lụa Gỗ Hương Mai hôm nay. Con xin được đại diện cả đoàn thiền sinh hai miền Nam Bắc cùng đại gia đình lan tỏa yêu thương xin tri ân thầy. Trong những ngày qua, thầy đã cho các con học được những bài học để các con thức tỉnh. Người đời học nói, thầy dạy các con làm thinh. Trong năm ngày qua, cả nhà mình đã cùng nhau ít nhất một ngày hai thời 60 phút, một lần 30 phút làm thinh của một cả nhà. Đó là cái bài học thầy đã dạy chúng ta để chúng ta tỉnh khẩu 30 phút quay về tìm lại chính mình. Người đời si mê, thầy dạy các con tỉnh thức trong khi đi, khi ăn, khi nói, khi ngủ, trong chánh niệm. Người đời ham muốn, thầy dạy con tập xả ly. Người đời sân si, thầy dạy các con hòa ái. Người đời tự đại, thầy dạy các con tập kiên từ. Người đời thương thương, thầy dạy các con tập đại xả. Và đúng như vậy, thầy nói là không tệ. Nếu như trong những ngày qua mà thầy thường hay nói là các con cứ tu đi, tu, nhưng mà khi thầy dẫn các con đi ngoài khá là thầy biết các con có xả hay không xả. Rồi các con có chánh niệm hay không? Thì đúng như vậy, trong những ngày qua khi thực hành những giây phút bên nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút chân thật nhất trong những ngày lễ rất đông người, mọi người có thể đi chơi bạn kiểu. Nhưng thầy dạy các con không có dẫn các con ra ngoài nhiều, mà dẫn các con vào trong chùa, ngủ tại chùa và ở bên nhau như một đại gia đình lớn. Hôm qua là cái ngày mà tụi con ngồi tắm tí cùng một trong xe, nhưng ba chiếc xe thì có ba cái trạng thái khác nhau. Cái xe số 2 là một cái xe mà trẻ lớn nhỏ đều đầy đủ đó. Trong đầu mình nhỏ nhất là 10 tuổi, lớn nhất là 20 tuổi. Nhưng mà cái xe số 2 là như một chương trình tập kỹ, như là ca nhạc hát đủ thứ hết, rất là vui nhộn. Và xe số 3 là xe chở các người sư và các thiền sinh ngồi trong chánh niệm. Còn xe số 1 thì tụi con ngồi cùng với gia đình. Tại vì trong cái xe này cũng đặc biệt lắm, thường là lễ Tết mình sẽ dẫn ba mẹ mình đi khách sạn năm sao, đúng không? Đi những nơi chơi rất là nổi tiếng. Nhưng mà trong gia đình mình là ba mẹ như Tâm Hương đi dẫn mẹ theo này. Và gia đình mình, gia đình Duy Linh thì dẫn là 11 người, ba mẹ, em ruột, rồi cô ruột, và tất cả một người cùng nhau đi chung một chiếc xe mà chắc có thể là ngày bình thường không có thể ở gần nhau như vậy đó thầy. Và nói những cái lời mà chia sẻ với nhau, những cái tình cảm mà đúng là mình phải được quan sát những người thân mình. Nếu không trong chánh niệm mình sẽ không được hiểu họ, không có hiểu họ tâm những cái đó. Và thầy đã dạy tụi con làm được điều này mà thầy không nói, để cho tụi con trải nghiệm thấu hiểu. Và để tụi con hiểu rằng người đời vô ngã, nhưng có một con đường, người đời vô thường, thầy để các con đều nhớ nhé. Giống như là hôm qua mình kia mình hai ngày mình ở chùa đại giác, và thầy chủ trì cũng nói là giác mỗi ngày giác một cách ít thì mình sẽ có nhiều cái giác ngộ. Và con xin tri ân thầy và xin tri ân các ni sư, các sư cô để các con học được và đạo đời trong cuộc sống, và
phần quan trọng nhất là con xin biết ơn anh Trung, chị Loan, chị Trang, chị Nga ở Hà Nội đã phụng sự cho thầy và cuộc đời của mình. Trăm người bạn ý, ai nào giống ai. Thì cái nhà hình dung bao nhiêu ý, nhưng mà nhà mình chỉ có một ý là học kiến thức, học hay là và thầy đã dạy cho chúng con. Và rất biết ơn anh Trung, chị Lan, chị Trang, chỉ có ba người thôi, nhưng với tâm phụng sự vô điều kiện mới có thể yêu thương và lo cho cả nhà trong năm ngày qua. Đủ thứ cảm xúc, lúc thì vui buồn lẫn lộn, nhưng cuối cùng ở nơi đây tất cả mọi người đều an vui an nhiên. Và con cũng xin biết ơn chị Ngọc, chị Như, chị Hiền Tâm Hương, ơn Đức Anh, chị Huế, thầy Thanh ở trong nhà đang tỏ yêu thương, và những người đã phụ sự ở đồng tiền đã mắt đã lo cho cả nhà mình trong những ngày qua. Đặc biệt là biết ơn vợ chồng chị Mai và những người bạn của chị Mai, thì hồi nãy có nghe nói là cũng dùng với món ăn cho cả nhà và toàn thể. Biết ơn toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Hướng Mai đã tiếp đón còn bền bằng cả tình yêu thương. Chị Mai cũng thường lan tỏa là công đức, là sự xoay lại tiền tâm mình, công phu tu hành, dùng trí sáng suốt, thấu rõ sự thật, biết trừ cái phiền não. Thầy thì dạy bước khỏe và sân tu thiền là quay về bên trong, xin trí tuệ như làm phước là những việc làm thiện lành, để bên ngoài hình tướng mình như bố thí cúng dường từ thiện cho mọi người.